皆さんこんばんは、CBでございます。 DMG プロダクションズのチャンネルへようこそいらっしゃいました。今回は DMG アカデミー第49号をお届けしたいと思います。 Hôm nay là thứ bảy rồi, ngày nghỉ cuối tuần của các bạn thế nào ạ? Còn ở DMG Monozukuri, Trần Hồng Lan, tấm chiếu mới của phòng hành chính tổng hợp vẫn đang cố gắng để hoàn thành công việc đầu tiên được giao. Chúng ta hãy cùng quay trở lại câu chuyện nào. Chị Dương ơi, chị có đang bận không? Em muốn hỏi ý kiến chị một chút ạ. Lan đây à? Ngồi đây em. Dạ vâng, chị ơi, chị xem giúp em xem biểu mẫu đề xuất ý tưởng cải tiến cho các phòng ban thế này đã được chưa ạ? Đưa chị xem nào. Cũng khá ổn đấy, nhưng còn thiếu phần phê duyệt. Em xem lại quy chế rồi bổ sung nhé. À, đúng là em quên mất ạ. Để em hoàn thiện rồi cuối giờ chiều chị lại xem qua giúp em được không ạ? Chiều nay chị có hẹn với nhà cung cấp rồi. 10 giờ sáng mai em nhé. Hôm nay chúng ta sẽ xem Lan cần chị Dương giúp đỡ gì nhé. Dạ vâng, chị ơi, chị xem giúp em xem biểu mẫu đề xuất ý tưởng cải tiến cho các phòng ban thế này đã được chưa ạ? Ba phương án dịch thuật mà mình đã nhận được và lựa chọn như sau. Phương án A. Hai, kakubusho no kaizen teian sho no fomu ni kanshite go iken o kikasete itadakitai in desu ga. Phương án B. Hai, arigatou gozaimasu. Kakubusho yōu no kaizen teian sho no このフォーマットは大丈夫かどうか見ていただきたいのですが。分案制。はい、各部署に改善案を書いてもらうためのこのフォームはどう思われますか Trước hết, tuy ở các phần trước, chị Dương đã sử dụng cách nói hết sức thân thiện, nhưng dù gì thì Lan cũng vẫn là người đến sau. Mà chính xác hơn là người đi sau, nên ba phương án lần này đều đã sử dụng văn phong lịch sự cho phát ngôn của Lan là hoàn toàn phù hợp. Chúng ta sẽ xem cụ thể từng từ nhé. Trước hết là biểu mẫu với form và formato. Mình cũng xin bổ sung thêm một từ nữa là soshiki cũng được bạn nhé. Biểu mẫu đề xuất ý tưởng cải tiến cho các phòng ban thì có hai cách là sử dụng danh từ như kakubusho no kaizen teian sho, kakubusho yo no kaizen teian sho của A, B và sử dụng động từ như kakubusho ni kaizen an o kaite morao của C. Hai cách này đều được nếu chúng ta có xử lý tiếp theo phù hợp bạn nhé. Ở đây mình xin đưa ra một lưu ý rất nhỏ, đó là kakubusho no kaizen teian sho thì hơi tạo cảm giác là biểu mẫu này có sự không thống nhất giữa các phòng ban, nên mình cũng có thể cân nhắc tới việc bỏ kakubusho, chỉ giữ lại kaizen teian sho bạn nhé. Tiếp theo là cụ chị xem giúp em xem đã được chưa ạ? Với nikanshite o iken o kikasete itadakitai no desu ga. Daishobu ka dou ka mitte itadakitai no desu ga. Và dou omoaremasu ka? Với daijoubu, anh Ishidaira đã có chia sẻ với chúng ta ở TMG Academy số 47. Các bạn có còn nhớ chưa ạ? Daijoubu là từ thường được sử dụng trong những tình huống khi ta thấy sự nguy hiểm, bất an hay thiệt hại. Vì vậy, để sử dụng tiếng Nhật một cách thật sự khéo léo, ở phương án B, có lẽ ta nên sửa thành この format は正しいかどうか見ていただきたいのですが、cho chuẩn luôn bạn nhé. Còn cách hỏi このフォームはどう思われますか? Của phương án C thì sao? Chắc các bạn đã nhận ra chút ít rồi phải không ạ? Cách hỏi này nhấn mạnh vào このフォームは cộng thêm どう思われますか nữa, nên tạo cảm giác ngầm chia sẻ rằng bản thân mình thấy biểu mẫu đang có vấn đề, kiểu chị xem giúp em, chứ em thấy cái biểu mẫu này là vô dụng rồi á. Để thể hiện rằng mình cũng hơi hơi được việc đó, thì ta nên sửa lại một chút thành このフォームを作成したのですが、見ていただけますか、bạn nhé. Và phương án dịch thuật của mình như sau.
章から提出していただく改善提案書の書式を見ていただきたいんですが、các bạn có thể tham khảo thêm nhé. Các bạn thân mến, video ngày hôm nay xin phép được dừng tại đây. Nếu bạn quan tâm tới các khóa học của TMG Academy, vui lòng truy cập fanpage của chúng mình TMG Academy trên Facebook nhé. Đừng quên tặng TMG Productions một like, share và subscribe nếu thấy video này thú vị hay hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại!